Trưa ngày 12 tháng 8 năm 2020, chuyến bay đầu tiên đưa du khách mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng về quê đã cất cánh tại cảng hàng không quốc tế thành phố Đà Nẵng. Dịp này, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức 7 chuyến bay với 1.453 du khách đã đăng ký đến ngày 12 tháng 8 từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong đó có 828 người về Hà Nội, 625 người về thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ du khách này đã được xét nghiệm COVID-19, mặc dù kết quả âm tính nhưng vẫn phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày khi đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chặng Hà Nội, trong trưa và chiều ngày 12 tháng 8, Vietnam Airlines có 2 chuyến bay với 406 du khách. Ngày 13 tháng 8 có 2 chuyến bay của Vietjet Air với 415 du khách. 625 du khách về thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón 4 chuyến bay của 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8. Trong cái thời gian mình bị kẹt ở đây thì được nhận cái sự quan tâm của rất là nhiều người, kể cả người thân trong gia đình, kể cả những ban lãnh đạo hay là với người dân xung quanh cái khu của mình. Thế là mình cảm thấy nó rất là ấm lòng, mình yên tâm ở đây. À, chắc chắn là nếu mà trong tương lai có những cơ hội đến Đà Nẵng thì mình cũng rất là hào hứng, rất là vui. Theo Sở Du lịch, trong thời gian tại Đà Nẵng, du khách được bố trí phòng giá rẻ, hỗ trợ suất ăn, đồng thời thành phố tặng mỗi du khách một phần quà là đặc sản Đà Nẵng như bánh khô mè, bánh đậu xanh và thư cảm ơn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm quà tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.